Hello bạn, nay em khỏe rồi nè mọi người, đòi ăn rồi nè. Đó, chứ hôm bữa mình tưởng đâu là xong rồi chứ, nằm nghiêng 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 mà nằm đáy không, chọt tay vô là cũng lười luôn, đụng đụng cứ vớt vớt bắt bắt luôn bình thường. Cũng hay là phát hiện kịp á anh em, chứ không ấy là toàn rồi. Rồi nghỉ dưỡng vậy đi, rồi để mình ngày mai mình sẽ mua đồ về mình cho ăn sau nha. Đây, bên đây nữa nè, bên đây thì cũng lanh lợi. Ngày hôm qua bé bên đây cũng hơi bỏ ăn nhẹ. Mình cho ăn không chịu ăn nhưng mà vẫn còn lanh lợi thôi. Còn mấy bác cá lóc thì khỏi nói, mấy bác cá lóc thì sung á. Hôm nay nắng dữ quá mọi người, nắng khủng khiếp. Mình không ngờ là bữa nay là nóng dữ vậy luôn á. Bên kia mình có hai hồ cá bị nắng nóng gãy hết mấy bé cả. Nóng quá cá chịu không nổi. Đây nó này các bạn. Nóng quá. Ta nói nhiều cái mình hơi ý chút xíu là toang liền anh em. Không thể nào mà chạy khỏi được hết. Chỗ của mọi người sao? Bữa nay chỗ của mọi người có bị nóng không? Cái chỗ của mình sẵn luôn á. Giờ là mình đi thăm mấy cái hồ cá chút xíu, đi thăm mấy hồ cá buổi chiều. À, mình quên ngâm cái hồ này, để mình ngâm luôn. Để mình ngâm cái hồ này luôn để mình tách cá. Quên gòn nha mọi người. Gãy. Chịu nổi không? Sáng đi thăm kiểm tra cho ăn rồi các kiểu là thấy đồ khỏe hết trơn á. Mà nắng nóng kiểu này đâu cũng chịu nổi. Gặp cái hồ đó là ngay góc bên đó là ngay trực tiếp nắng nắng buổi chiều, dính nguyên cây nắng buổi chiều luôn mọi người. Chị lại thăm cái dàn hồ kính nữa coi có bị gì không. Khó chịu thiệt anh em, thời tiết này thiệt, mình không thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra luôn mọi người. Mình gặp phát hiện kịp thì mình đối phó, mình ứng phó thôi, chứ còn mà mình nhiều cái trường hợp bất ngờ xảy ra thì thiệt hại là hoàn toàn có thể luôn đó. Mấy hồ này ổn mà. Sợ mấy cái hồ phía trên nè, mấy hồ phía trên mới là mấy cái hồ mà bị chịu nhiệt nhiều nhất mà. Tại vì gần cái máy á mọi người, gần cái máy tôn nè, nó gần quá cho nên là ngán mấy hồ phía trên thôi. Mấy hồ phía dưới này thì đỡ hơn nhiều lắm. Còn mấy cái hồ phía dưới này thì ít lo hơn nhiều. Cái hồ phía dưới này thì mát mẻ hơn. Đây này nay được quá nè mọi người. Để mình dán hồ kính rồi xong xuôi là mình tách trong máy cho bài này. Bài này là bài bên kia luôn. Cái bộ full red giống của mình bên kia là lắc luôn mọi người, gãy một hơi ba bé trống bên kia luôn. Mình mới vừa ấy xong, mình mới vừa xử lý xong. Bên kia mình đi kiểm tra một lượt rồi. Bên đây cũng còn khá là ổn. Bên kia ngặt có một cái là cái máy che bên kia, cái máy to bên kia thấp hơn bên đây nhiều lắm. Bên đây còn có thoáng, còn có ấy rồi, chứ bên kia cái máy hơi bị dài đó, ra thấp hơn nhiều lắm. Cá rồi bị ảnh hưởng với nhiệt độ nhiều lắm mọi người. Đây, ở đây nè mọi người. Nóng quá, thiệt. Hồ con rác này đang gặp vấn đề nè. Cá trống, mình thấy có một vài bé hơi lắc. Đây, cái hồ cá trống này nè các bạn. Hồ cá trống. Hồi nãy là mình vớt hết ba bé cá trống ra. Ở hồ này cá trống nhiều lắm mà cuối cùng thành thưa luôn, còn giờ còn có 5 bé thôi. Máy này chuẩn bị hư tới nữa nè. Bạn thấy không? Sáng kiểm tra cho ăn rồi là thấy bình thường á anh em. Cho ăn ạc trong mía cử trưa luôn á. Mà trưa này nắng quá rồi, cái mình đứng ngoài này lát mình ngồi mình chịu không nổi, mình rút vô trong nhà. Rồi vô trong nhà cũng nóng dữ lắm. Rồi cái mình cũng không có theo dõi ngoài này, mình cứ ý là chắc không sao đâu. Tại vì nước mình mới chăm rồi.
Hồi trưa thấy ổn ổn vậy chứ tới chừng hồi nãy mình ra mình thăm thì toan thật sự anh em à. Gãy thêm mấy bé cá trống ngon ngon luôn. Ấy, hy vọng là ấy thôi. Thì mình thấy bé má này cũng sắp luôn rồi đó. Lắc luôn rồi cả. Thấy chưa? Số cà na thật sự. Thì bị hai hồ full red, một hồ Ivory bên kia với là một hồ của full red blue ear. Nói chung thì Ivory với lại blue ear thì nhẹ không sao hết, chỉ có full red là còn còn dư âm là bị lắc thôi. Thì ngày hôm nay mình có thu hoạch cá bột đó nha mọi người. Mấy bé cá mái mà mình cập nhật với mọi người ngày hôm qua đó ở nội dung trước á, thì hôm nay nổ rồi nè anh em, có hai bé mái nổ rồi. Trời bữa nay nắng mà mình muốn bệnh luôn á mọi người, ngạt ngàn mũi luôn rồi nè. Tô bá xì thu swallow cá bột nè, số lần ít à, chưa, mình nghĩ là chưa đẻ chưa xong đâu. Hôm bữa mình thấy bụng bự lắm. Đây là AB Retro. Ủa, nhớ nè mọi người, được hai cháu. Ba má này đẻ chậm quá, cũng hơi phiêu các bạn, nắng nóng quá mà. Đó, hy vọng là sẽ ổn mọi người, đừng có cong lưng, đừng có gì hết là được. Đã cá bột ít rồi mà còn bị cong lưng nữa thì thôi rồi, toang thật sự luôn anh em. Đó. Vô ngày cái khoảng thời điểm này nhiều 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 cái mình không ngờ mà mình cũng không thể nào mà đỡ được mọi người. Cá đang đòi ăn rồi nè. Mấy bầy này là khi mà cắt cử rồi thì cũng rất là sót nha các bạn, tại vì cá đang sức ăn sức lớn mà cắt cử là sẽ nhót liền. Cắt cử các bạn cắt cử chừng 2 ngày đi rồi các bạn sẽ thấy cái đàn cá của mình nhót liền luôn á, mà cho ăn lại là phải 1 tuần, cả tuần mới lên lại. Cho nên là mỗi mỗi lần mà hô cắt cử rồi là ấy lắm, sót sót mấy bầy cá nhỏ lắm mọi người, nhất là mấy bầy đang phát triển tốt. Để mình quan sát tình hình coi coi, nếu mà ổn ổn thì mình sẽ cho cá ăn. Nói chung nếu mà đúng á là cho ăn mà chừa, cái dạng mà cái hồ nào mà khỏe đồ cà đàng hoàng rồi các kiểu thì cho ăn bình thường, cái hồ nào mà thấy không ổn thì mình sẽ chừa lại để mình vớt qua đây mới miếng bèo các bạn. Bên đây cái hồ bên đây nè bèo lên tốt quá nè mọi người, cái hồ mà có bèo có rong nữa các bạn, chất lượng nước đồ cá rồi các bạn thấy rất là sung, cái này mình phải công nhận luôn á. Mình đang nói chung đó là mình cũng đang cái kiểu làm cái lồng để mình bỏ bèo vô cái lồng á, đặng bèo không có nhảy ra ngoài, để bèo lọc nước rồi các kiểu là hay luôn á. Chưa có thời gian làm anh em, quá chừng phải nói là nhiều kế hoạch dữ lắm nè. Mình bỏ bèo kiểu này nè mọi người, các bạn có thể làm trước, các bạn có thể thấy nếu mà ngon thì các bạn cứ việc làm nha. Nè các bạn, là cái này nè, bèo không có lọt ra ngoài nhưng mà cái nước hồ cá của mình là ngon luôn á, thiệt luôn, ngon luôn, hơi bị chán hồ chút xíu đó. Mà cái này á các bạn biết sao không, khi mà hay một cái là khi mà cá mình đẻ đồ á thì cá bột rút vô trong đây được đó, hay cái chỗ đó đó. Cho nên là mình sẽ làm lưới rồi, mình hôm bữa mình có mua cái lưới 3 ly mà để làm, hôm bữa mình mua cái lưới 3 ly để làm lồng đẻ đó, nhưng mà mình không có làm lồng đẻ được do cái lưới dày quá, cái lỗ lưới nhỏ quá, mình thấy cá bột chui ra không được, nhất là mấy cái dòng mắt đen, mắt đỏ còn có cơ hội cho mắt đen là thua. Cho nên là mình chưa có làm, để mình lấy cái lưới đó mình làm cái lồng kiểu đó, bỏ bèo rồi vô ngon mọi người, không có bị cái kiểu mà bèo nhảy ra để mà án án trên cái mặt hồ nữa, mà cái hồ của mình lại ngon nữa, hơi chán chỗ chút xíu thôi mà cũng không thành vấn đề, không to tát gì mấy mọi người, ngon lành luôn á. À, cái bài này là cái bài mình đang rất là đào là thích. Mình mua cá bột có dòng sông huyết sọt nha, nhưng mà để lớn lên cá lớn lên coi coi như thế nào, giờ này thì cá chưa có thấy kiếm chưa có thấy gì đâu. À.
Nước hồ lên màu vậy là ngon. Kiểu nước tảo nhưng mà tảo nhẹ chứ không phải là kiểu mà trong vắt. Vầy bên đây là mò. Để mình rớt miếng bèm bỏ qua vầy bên đây luôn. Cho có chút xíu bèo. Mấy hồ cá mà đông đông á các bạn, cặn phân mau lắm, mau cặn phân mau, mau dơ nước dữ lắm. Mà có bèo vô thì nước của mình đỡ dơ, đỡ bị đục quá. Cái kiểu mà đỡ bị đục với là nước trong hơn các bạn. Đây này có lẽ là tách trống máy được rồi nè anh em. Mình đang dán hồ trong kia nha, đang dán luôn. Thì do nhiều việc quá cho nên là ngày mình làm chút thôi. Cái khâu dán hồ này ngày làm chút thôi. Việc nào gấp thì mình làm trước thôi các bạn. Thôi, bye bye mọi người nha. Hẹn lại các bạn vào tối ngày mai. Chúc các bạn có một đàn cá khỏe mạnh và mau lớn nha. Thì hôm nay mình có thiệt hại. Và những cái thiệt hại mà phải nói là không đỡ được. Thôi, cũng không sao mọi người. Cố gắng làm lại thôi ha. Rồi, bye bye các bạn.